Bệnh giãn mạch máu là tình trạng mạch máu giãn như hình mạng nhện li ti ở dưới da. Vùng da có mao mạch giãn nhìn thấy thẫm màu hơn. Giãn mạch máu còn gọi là vằn mao mạch, thường xuất hiện ở những làn da mỏng, yếu, dễ tổn thương như đầu mũi, vùng má, vùng hai bên thái dương, dọc theo vùng trước xương hàm, dưới má. Một số vùng mạch máu bị giãn và ngoằn nghèo như vùng kheo chân, sau cẳng chân, mặt sau ngoài đùi. Giãn mạch là cái tình trạng các cái mạch máu nhỏ nó phát triển ở dưới da. Thường xuất hiện ở vùng mũi, vùng mặt và có thể bị ở cả tay chân. Nguyên nhân của nó thì có nhiều, nhưng mà thường là do di chứng của các cái bệnh, ví dụ như trứng cá hoại tử, trứng cá sẹo lồi, thế rồi là các cái phương pháp điều trị không đúng, ví dụ như bôi corticoid kéo dài, và có thể do tuổi tác rồi do môi trường. Thì cái giãn mạch này không có ảnh hưởng nhiều về sức khỏe, nhưng mà nó rất ảnh hưởng về mặt tâm lý và mặt thẩm mỹ. Tại Việt Nam, hiện tượng vỡ mao mạch trên da có thể điều trị an toàn hiệu quả với công nghệ laser sung dài Island chỉ với một lần thực hiện. Công nghệ laser sung dài Long Pool Laser được xem là giải pháp cho tình trạng giãn mao mạch hiện nay. Laser sung dài là loại laser có bước sóng 1064 nanomet, phát ra năng lượng cao, cho phép tác động vào sâu và kéo dài trên mô, đủ sâu vào mạch máu, từ đó làm vón tắc các mao mạch và các mạch máu cần điều trị, làm biến mất các mạch máu này sau từ 1 đến 3 lần điều trị. Công nghệ này đã và đang được ứng dụng ở nhiều trung tâm làm đẹp và cơ sở thẩm mỹ viện, trong đó có Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn. Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn ở địa chỉ 34 ngõ 487 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, được phụ trách bởi các bác sĩ chuyên khoa viện 108, viện 103, các bệnh viện lớn trong cả nước. Với hệ thống máy móc hiện đại mang lại hiệu quả điều trị trong phẫu thuật thẩm mỹ viện, laser thẩm mỹ viện, trị nám tàn nhang, xóa xăm và xóa sẹo. Việc Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn chuyển giao công nghệ Island Long Food trị giãn mao mạch thêm một lần nữa khẳng định việc đầu tư về chuyên môn công nghệ, sử dụng các công nghệ hiện đại nhất, mang lại thông tin chân thực và hiệu quả cụ thể cho khách hàng. Với công nghệ Island ở tại Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn, sau khi thăm khám, bác sĩ sẽ phân loại giãn mao mạch và tiến hành điều trị với một thiết lập năng lượng, độ rộng xung, kích thước trùng tia và tần số phù hợp nhất với từng loại tổn thương mạch máu. Sau khi điều trị, bạn sẽ được bôi một loại kem dưỡng chuyên biệt giúp cho da bạn không kích ứng và làm dịu da. Bạn chỉ cần một lần điều trị duy nhất đối với các giãn mao mạch nhẹ và vừa. Đối với giãn mao mạch lớn và sâu, bạn cần thêm từ 1 đến 2 lần điều trị để hiệu quả được tốt hơn. Khoảng cách cần thiết giữa các lần điều trị là từ 2 đến 3 tuần. Trước đây người ta có nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng mà hiệu quả của nó rất thấp. Hiện nay chúng tôi dùng cái máy Island, sử dụng cái công nghệ laser sóng dài. Cái sóng laser này khi mà tác động vào các cái mạch máu thì nó sẽ làm cho đông tắc lại, nó làm cho các cái mạch máu không phát triển được. Thế thì sau liệu trình 1 đến 2 lần điều trị và mỗi lần cách nhau 1 đến 2 tuần thì khách hàng thấy là nó hiệu quả, nó rõ rệt. Các cái mạch máu nó hết phát triển, da nó hết đỏ và nó sáng ra, và các cái vùng vết thâm ấy thì nó cũng hết. Thế và ưu điểm của cái phương pháp này là nó không có cái tác động đến các cái vùng da khác, nó không làm tổn thương da, bệnh nhân không có thấy khó chịu gì khi mà điều trị. Cho nên là chúng tôi thấy cái phương pháp này nó là một cái phương pháp rất là ưu việt để điều trị các cái bệnh về giãn mao mạch. Theo đánh giá của nhiều khách hàng, Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn sở hữu đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, trình độ cao đến từ các bệnh viện uy tín. Đồng thời hội tụ các thiết bị thẩm mỹ hiện đại cập nhật, khiến cho họ hoàn toàn hài lòng về hiệu quả điều trị và rất yên tâm về độ an toàn. Và công nghệ laser sung dài Island không phải là ngoại lệ. Công nghệ Island sở hữu hệ thống ga thông minh trực tiếp xịt lạnh, đồng thời cùng lúc tia laser phát xung làm cho vùng điều trị luôn luôn được làm mát. Vùng da sau điều trị được bôi kem lạnh dưỡng ẩm giúp bảo vệ và bạn hoàn toàn không có cảm giác đau rát. Sau điều trị với hệ thống laser sung dài, bạn hoàn toàn trở lại ngay với công việc thường nhật mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn, xua đi nỗi lo bệnh lý,